10.000 giờ rèn luyện không ngừng nghỉ giúp hơn 100 hội viên tìm ra phiên bản khỏe mạnh và đẹp nhất của mình, mang lại sự hứng khởi và niềm vui trong việc tập luyện tưởng chừng như nhàm chán. Vậy đội ngũ do Fit Private Gym đã làm điều đó như thế nào? Niềm vui luôn là thứ quan trọng nhất trong mọi hành trình. Huấn luyện viên tại YourFit luôn tạo không khí thoải mái nhất cho từng cá tính của khách hàng. Vì YourFit luôn tin rằng một tâm trạng tốt sẽ luôn giúp bạn đạt được mọi mục tiêu. Đội ngũ huấn luyện viên tại YourFit không ngừng học tập, trau dồi, cập nhật kiến thức mới từ Việt Nam cho tới chuẩn quốc tế ISSA. Đội ngũ huấn luyện viên luôn quan tâm, chia sẻ, ghi nhớ, tìm cách khắc phục mọi vấn đề sai lệch tư thế của khách hàng. Vì YourFit luôn tin rằng vẻ đẹp ngoại hình không chỉ là vóc dáng thon gọn, bụng số 11 với nữ, mà còn là sự tự tin, thanh thoát trong từng dáng đứng, tướng đi. Điều này tạo nên một vẻ đẹp toàn diện và bền vững. Và để làm tốt được những vấn đề trên thì đều bắt nguồn từ việc tuyển chọn nhân sự kỹ càng của YourFit. Tất cả những huấn luyện viên đều phải đạt được 300% chuyên môn, đạo đức, nhiệt huyết. Và khi tất cả những huấn luyện viên đều chung một tư duy, một định hướng, một mục tiêu thì các khách hàng sẽ được chăm sóc một cách tận tâm và chu toàn nhất. Ngoài ra, không gian cũng là yếu tố quan trọng giúp khách hàng có thêm động lực tập luyện. Thấu hiểu được điều đó, YourFit đã đầu tư xây dựng một môi trường tập luyện tiện nghi và hiện đại. YourFit cung cấp không gian tập luyện trải rộng 400 mét vuông trên 4 tầng với hơn 30 máy tập chuyên nghiệp nhập khẩu cùng vô số dụng cụ hỗ trợ tập luyện. Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn từ nhiều bộ môn đa dạng như fitness, boxing, stretching hay functional. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi buổi tập luyện với khách hàng luôn là một cái duyên, và YourFit không ngừng nỗ lực mỗi ngày để biến mỗi khoảnh khắc đó trở thành những trải nghiệm đáng nhớ và quý giá. Nhắn tin cho YourFit để nhận ngay 5 buổi tập luyện hoàn toàn miễn phí với huấn luyện viên 11. Chúng tôi sẽ cùng đồng hành với các bạn trong hành trình tập luyện chinh phục mọi mục tiêu.